Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu trạng từ tiếng Hàn thường dùng nhất. Chúng ta có trạng từ thì được chia ra làm 6 loại cơ bản như là trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ tần suất hoặc là chỉ mức độ và trạng từ nghi vấn này, rồi trạng từ phái sinh và một số những cái trạng từ thường. Trong phạm vi của bài ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu 45 trạng từ căn bản dùng nhiều. Các bạn hãy cố gắng ghi nhớ nhé. Với mỗi từ thì mình có kèm ví dụ cho các bạn để các bạn dễ dàng hình dung. Chúng ta có từ đầu tiên, 조만간, 조만간, sắp tới, chẳng bao lâu nữa. Ví dụ, 조만간 Phương 집에 방문할게요. 조만간 Phương 집에 방문할게요. Sắp tới mình sẽ tới thăm nhà Phương. Ví dụ như thế. 이미, 이미, 이미. Trước hoặc là trước rồi. Ví dụ các bạn có nhé. 형, 이미 얘기했잖아. 형, 이미 얘기했잖아. Anh, đã nói trước rồi mà. Hoặc là gì nhỉ? Anh, em đã nói trước rồi mà. 형, có nghĩa là anh. 이미 얘기했잖아. 얘기했잖아. Hoặc là 얘기했잖아요. Có nghĩa là đã nói trước rồi mà. Các bạn có 얘기하다 là nói. 얘기했잖아. 잖아 có nghĩa là mà hoặc là chẳng phải mà hay sao. Tức là gì nhỉ? Chẳng phải là em đã nói trước rồi hay sao. Hoặc là em đã nói trước rồi mà. Tiếp theo bạn có 벌써. 벌써. 벌써 có nghĩa là đã hoặc là đã lâu trước đây. 벌써 시간이 이렇게 됐구나. 벌써 시간이 이렇게 됐구나. Có nghĩa là gì nhỉ? Chưa gì đã muộn thế này rồi. 벌써 시간이 이렇게 됐구나. Có nghĩa là gì nhỉ? Đây là một cái đuôi câu cảm thán 구나. Một đôi câu cảm thán khi các bạn phát hiện ra một cái gì đó. Tức là gì nhỉ? Trong trường hợp này các bạn thấy thời gian đã trôi qua rất là nhanh, đã muộn rồi thì các bạn thốt lên với 구나. 벌써 đã 시간이 이렇게 이렇게 là như thế này. Thời gian đã được như thế này rồi. Các bạn hiểu là gì nhỉ? Chưa gì mà đã muộn thế này rồi. Đã 벌써 시간이 이렇게 됐구나. Tiếp theo bạn có từ 어제, 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 hôm qua. 어제 밤을 세웠어요. 어제 밤을 세웠어요. 어제 밤을 세웠어요. Tôi đã thức trắng đêm qua. 어제, hôm qua đấy. Còn có 어제 là hôm qua, còn 어제 밤 có nghĩa là đêm hôm qua. 어제 밤을 세웠어요. 세웠어요 có nghĩa là đã thức. 밤을 세웠어요 là đã thức đêm. 오늘, 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 hôm nay. 오늘이 무슨 요일입니까? 오늘이 무슨 요일입니까? Hôm nay là ngày mấy? 오늘이 무슨 요일입니까? Có nghĩa là hôm nay là ngày mấy? Các bạn hiểu là ngày thứ mấy? Ở đây phải rõ là gì? Hôm nay là ngày thứ mấy? Không, hoặc là hôm nay là thứ mấy? 무슨, 무슨 요일 có nghĩa là ngày, ngày mấy? 입니까 có nghĩa là. Các bạn có thể ở đây trả lời là gì nhỉ? 오늘이 화요일입니다. Hôm nay là thứ ba. 내일, 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 ngày mai. 여러분, 내일 뭐 하시나요? 여러분, 내일 뭐 하시나요? Các bạn sẽ làm gì vào ngày mai vậy? 여러분, các bạn, 내일, ngày mai, 뭐 là gì? 하시나요? Làm cái gì? 내일 뭐 하시나요? Các bạn làm gì vào ngày mai vậy? 모레, 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 ngày kia. 모레, ngày kia. 모레 시간 있어요? 모레 시간 있어요? Ngày kia có thời gian không? 모레 시간 있어요? Ngày kia có thời gian không?
Đây là phát âm, các bạn sẽ phát âm không hẳn là giống như là âm m mà giống như là âm b các bạn nhé. Không phải là mô mà sẽ giống như là bu, bu đề, bu đề. Ngày kia, bu đề 시간 있어요? Ngày kia có thời gian không? 시간, thời gian, 있어요? Có không? 지금, 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 bây giờ. 지금 전화해 볼래? 지금 전화해 볼래? Bây giờ gọi điện thử nhé. 지금 전화해 볼래? Bây giờ gọi điện thử nhé. Các bạn có 전화하다 là gọi điện. Ở đây khi mà động từ gắn với chia theo đuôi a hoặc là o gắn với từ 보다 mang nghĩa là thử làm một cái gì đó. Như vậy sẽ là gì nhỉ? 전화해 보다 mang nghĩa là thử gọi điện thoại. Còn cái đuôi 들래 hoặc là 들래요 các bạn hiểu là một cái đuôi hỏi ý kiến. Thử làm một cái gì đó nha. 지금 전화해 볼래? Bây giờ tớ gọi điện thử nha, hoặc là gọi điện thử nhé. 이제, 이제. Lúc này hoặc là bây giờ. 이제 우리 어디로 가지? 이제 우리 어디로 가지? Chúng ta đi đâu bây giờ? Hoặc là chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ? 이제 có nghĩa là lúc này hoặc là từ cái lúc này thì từ bây giờ thì 우리 chúng ta, 어디 là đâu, 로 một từ gắn vào sau cái từ để hỏi về địa điểm để chỉ cái đích đến là đi đến nơi nào. Các bạn có 가 trong từ 가다 là đi, 지 là chứ, chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ hoặc là đi đâu bây giờ chứ. 이제 우리 어디로 가지? Tiếp theo bạn có từ 요새, 요새, 요새 có nghĩa là dạo này. Ví dụ chúng ta có là 남씨 요새 힘든 거 없어요? 남씨 요새 힘든 거 없어요? Dạo này Nam có gì khó khăn à? 남씨 một từ hô gọi Nam ơi. 요새 dạo này 힘든 거 có nghĩa là cái khó khăn, cái vất vả. 없어요 không có. 힘든 거 없어요 có nghĩa là bạn không có gì khó khăn vất vả chứ. Nhưng chúng ta sẽ hiểu dịch theo cái cách như thế này, sẽ dịch là dạo này Nam có gì khó khăn à, hoặc là Nam có gì khó khăn phải không. 요즘, 요즘, 요즘 cũng mang nghĩa là dạo này. 요즘 어떻게 지내십니까? 요즘 어떻게 지내십니까? Dạo này sống thế nào? Hoặc là dạo này anh sống thế nào ạ? À, bạn sống thế nào ạ? À, một cách hỏi lịch sự. 요즘 어떻게 là như thế nào? 지내십니까? Các bạn có từ 지내다 mà nghĩa là sống hoặc là trải qua, tức là bạn trải qua cái thời gian vừa rồi như thế nào? 시 kính ngữ được thêm vào thể hiện sự trang trọng tôn kính. 지내십니까? 요즘 어떻게 지내십니까? Dạo này sống thế nào? 최근, 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 gần đây. 최근엔 무슨 일을 했나요? Gần đây anh làm những gì? 최근엔 무슨 일을 했나요? Gần đây, hoặc là dạo gần đây, anh đã làm gì? 최근 là gần đây. Ê, các bạn có hiểu là gì nhỉ? Cái tiểu từ, trợ từ được thêm vào gắn sau cái khoảng thời gian mang nghĩa là gì nhỉ? Vào cái khoảng thời gian gần đây. Chính là dạng viết gọn của 에는. 무슨 일 có nghĩa là gì? Cái việc gì? 했나요? Đã làm. Cái đuôi 나요 là một đuôi câu hỏi lịch sự nhẹ nhàng. Các bạn có thể dùng một đuôi tương tự như là gì nhỉ? 했어요 hoặc là 했나요 đều được. 최근엔 무슨 일을 했나요? 올해, 올해, 올해. Năm nay. 저는 올해 서른 살이에요. 저는 올해 서른 살이에요. Năm nay tôi 30 tuổi. 올해 là năm nay. 서른 có nghĩa là 30. 서른 살 có nghĩa là 30 tuổi. 살 là tuổi. 서른 살이에요. Tôi 30 tuổi. 작년, 작년, 작년. Năm ngoái. Các bạn chú ý với cái phát âm là thành 작년. Viết là chắc nhưng phát âm là chẳng. 작년 크리스마스에 뭐 했어? 작년 크리스마스에 뭐 했어? Bạn đã làm gì vào Giáng sinh năm ngoái? 작년 năm ngoái này, 크리스마스 Giáng sinh, e bằng nghĩa là vào.
작년 크리스마스에 có nghĩa là vào Giáng sinh năm ngoái thì mua là gì? 했어? 했어 là đã làm cái gì? 다음에, 다음에 hoặc là 내년, 내년 đều mang nghĩa là năm sau. Ví dụ, 내년에 바라는 것들 있어? 내년에 바라는 것들 있어? Bạn có những mong muốn gì vào năm sau? 내년에 vào năm sau thì 바라는 것 có nghĩa là cái mà mong ước, cái mà mong muốn ấy. Còn 들 mang nghĩa là những, chỉ số nhiều. 바라는 것들 mang nghĩa là những cái mong ước, những cái mong mong muốn hoặc là những cái mong ước thì 있어 có không? Các bạn cần chú ý gấp đôi phụ âm ở cái từ này. 들 것들 있어 khi mà phát âm. Như các bạn có 다음 해. 다음 해 có nghĩa là năm sau. 내년 cũng có nghĩa là năm sau. Tiếp theo các bạn có 다음 달. 다음 달 tháng sau. 다음 có nghĩa là sau. 달 có nghĩa là tháng. 다음 달 tháng sau. 다음 달에 여행 갈 거예요. 다음 달에 여행 갈 거예요. Có nghĩa là tôi sẽ đi du lịch vào tháng sau. 다음 달에 vào tháng sau thì 여행 갈 거예요 sẽ đi du lịch. 다음 주 다음 주 다음 주 tuần sau. 다음 주에 새로운 학기가 시작돼요. 다음 주에 새로운 학기가 시작돼요. Tuần sau sẽ là học kỳ mới hả? Hoặc là tuần sau thì bắt đầu học kỳ mới à? 다음 날, 다음 날, 다음 날, ngày hôm sau. 날 có nghĩa là ngày, 다음 là sau. 다음 날 có nghĩa là ngày hôm sau. 이렇게 자는데 다음 날 저기서 일어나요. 이렇게 자는데 다음 날 저기서 일어나요. Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi đã ngủ thế này nhưng hôm sau tỉnh dậy thì lại nằm bên này. 이렇게 là như thế này. 자는데 có nghĩa là đã ngủ. Biến âm khi phát âm sẽ là gì? Không phải là 자는데 mà sẽ là 자는데 는. 이렇게 자는데 tôi đã ngủ như thế này rồi mà. Nhưng 다음 날 ngày hôm sau thì 저기서 ở vị trí như thế này. Ở vị trí kia, 저기 là kia mà. 저기서 có nghĩa là ở kia. 일어나요 có nghĩa là gì nhỉ? Thức dậy ở kia. 저기서 일어나요 có nghĩa là gì nhỉ? Lúc ngủ thì tôi ngủ ở bên này, ở đằng này. Nhưng mà khi mà tôi thức dậy thì tôi lại ở bên kia. 이렇게 자는데 다음 날 저기서 일어나요. 지난번 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 lần trước. Ví dụ 지난번 일은 사과드리겠습니다. 지난번 일은 사과드리겠습니다. Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước. Các bạn có 지난번 là lần trước, 일 là cái chuyện hoặc là việc. 지난번 일 có nghĩa là cái việc lần trước ấy. 사과드리겠습니다 có nghĩa là tôi xin lỗi. 지난달 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 tháng trước. 달 là tháng, 지난 là trước. 지난달에는 수입이 늘었다. 지난달에는 수입이 늘었다. Có nghĩa là vào tháng trước thì thu nhập đã tăng. 수입 có nghĩa là thu nhập. 늘었다 đã tăng lên. 지난주 지난주 tuần trước. 주 có nghĩa là tuần. 유가가 지난주에 다시 올랐다. 유가가 지난주에 다시 올랐다. Tuần trước giá dầu lại tăng lên. 유가 có nghĩa là gì nhỉ? Cái giá dầu ấy. 지난주에 vào tuần trước thì 다시 lại 올랐다 lại tăng lên rồi. 때때로 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 thỉnh thoảng đôi khi. Ví dụ 저와 제 남자친구는 때때로 만나서 저녁도 같이 먹고 영화도 봤어요. 저와 제 남자친구는
때때로 만나서 저녁도 같이 먹고 영화도 봤어요. Tôi và bạn trai thỉnh thoảng gặp nhau này, cùng ăn tối và xem phim. 가끔, 가끔, thỉnh thoảng, đôi khi. 피자를 가끔 시켜서 먹어. 피자를 가끔 시켜서 먹어. Thỉnh thoảng em cũng order hoặc là em cũng gọi pizza, pizza để ăn. 피자를 시키다, các bạn có động từ đây là 시키다 mà nghĩa là gọi. Gọi món là đặt, các bạn hiểu là order đấy. Các bạn sẽ gắn với thêm o so, nó mang nghĩa là rồi. 시켜서 먹어 có nghĩa là gì nhỉ? Order rồi ăn hoặc là gọi đặt món rồi ăn. 피자를 가끔 시켜서 먹어. 또, 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 라이. 머리 색깔이 또 변했어. 머리 색깔이 또 변했어. Màu tóc lại thay đổi rồi. 머리 có nghĩa là mái tóc. 색깔 gấp đôi phụ âm 색깔 có nghĩa là màu, màu sắc. 머리 색깔 có nghĩa là màu của tóc ấy. 또 có nghĩa là lại. 변했어. 변했어 có nghĩa là biến hóa hoặc là các bạn hiểu là thay đổi. Tiếp theo. 다시. 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 Lại. Tô cũng mang nghĩa là lại nhưng mà 다시 cũng mang nghĩa là lại, tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau. Các bạn nhìn ví dụ nhá. 다시 한번 해 주세요. 다시 한번 해 주세요. Làm lại giúp tôi một lần nữa đi. Tức là các bạn hiểu là cái sự lặp lại của một hành động. 다시 한번 해 주세요. Có nghĩa là gì nhỉ? Làm lại giúp tôi hoặc là nói lại giúp tôi một lần nữa đi. 다시 한번 말씀해 주세요. Mà nghĩa là hãy nói lại giúp tôi một lần nữa đi. Các bạn cảm nhận từ tô và từ 다시 nó khác nhau đúng không? Phân tích kỹ ví dụ các bạn sẽ thấy nó khác nhau. 항상, 항상, thường xuyên hoặc là luôn luôn. 새해에는 항상 건강하시길 빕니다. 새해에는 항상 건강하시길 빕니다. Năm mới chúc ông luôn được mạnh khỏe hoặc là luôn được khỏe mạnh. 새해에는 có nghĩa là vào năm mới thì 새해 là năm mới, 새해엔 có nghĩa là vào năm mới thì 항상 là luôn luôn hoặc là luôn. 건강하다 có nghĩa là khỏe mạnh. Còn các bạn thêm từ 시 kính ngữ thì trang trọng cái đuôi 길 빕니다 mà nghĩa là gì nhỉ? Cái đuôi câu cầu chúc thì ước muốn có nghĩa là gì nhỉ? Con chúc ông luôn được khỏe mạnh. 늘, 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 luôn luôn. 베트남 술집에 늘 오징어 채가 있어요. 베트남 술집에 늘 오징어 채가 있어요. Ở quán rượu Việt Nam luôn có mực khô. 술집 có nghĩa là cái quán rượu đấy. 베트남 술집 có nghĩa là quán rượu Việt Nam. 늘 là luôn luôn. 오징어 채 có nghĩa là mực khô. 있어요 có. 아주, 아주, 썩. 저는 문자를 아주 좋아해요. 저는 문자를 아주 좋아해요. Tôi rất thích bún chả. Các bạn có bún chả, cái món bún chả của Việt Nam đấy. 아주 là rất, 좋아해요, thích. 매우 là 매우, 매우, rất hoặc là quá. 김치가 매우 매워요. 김치가 매우 매워요. 김치 cay quá. 김치 món dưa muối. 매우 là rất, cực kỳ đấy. 매워요 cay. 너무 là quá, cũng mang nghĩa là quá. 너무 quá. 기분이 너무 좋아요. 기분이 너무 좋아요. Tâm trạng quá tốt hoặc là tâm trạng rất tốt, có thể dịch một cách linh động như thế. 기분 là tâm trạng, 좋아요 là tốt. Các bạn có 기분이 좋다 có nghĩa là tâm trạng tốt. 전혀, 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 완전. 전혀 아무것도 말하지 않았다. 전혀 아무것도 말하지 않았다. 완전 không nói bất cứ cái gì cả. 아무것도 có nghĩa là gì? Bất cứ cái gì. 말
còn có từ 말하다 là nói, 지 않았다 có nghĩa là đã không nói bất cứ cái gì. Các bạn có thể có lời là 전혀 có nghĩa là hoàn toàn. Tôi hoàn toàn đã không nói bất cứ cái gì cả. 좀, 좀 là chút ít hoặc là một chút, một ít. 좀, chút ít. 돈 좀 빌려주세요. 돈 좀 빌려주세요. Cho tôi vay ít tiền đi. 돈 좀 빌려주세요. Cho tôi vay ít tiền đi. 빌려주세요 là hãy cho vay. 좀 là một chút. 별로, 별로, 별로. Một cách đặc biệt. Các bạn phát âm giống với âm L. 별로, một cách đặc biệt. 나는 음악에 별로 관심이 없다. 나는 음악에 별로 관심이 없다. Tôi không quan tâm mấy về thời trang. Hoặc là gì nhỉ? Tôi không quan tâm một cách đặc biệt về thời trang. Tức là tôi quan tâm bình thường thôi. 음악에 về âm nhạc thì 별로 là một cách đặc biệt. Thì 관심이 없다, không có quan tâm. 여간, 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 bình thường. 아이를 기르기는 여간 어려운 일이 아니다. 아이를 기르기는 여간 어려운 일이 아니다. Có nghĩa là gì nhỉ? Nuôi dạy trẻ con không phải là việc khó khăn bình thường. 여간 có nghĩa là bình thường. 어려운 일, 어려운 일 có nghĩa là cái việc khó khăn ấy. 아니다 không phải. Thế thì các bạn sẽ có là nhỉ? Không phải là cái việc khó khăn bình thường. 아이를 기르기는 có nghĩa là cái việc mà nuôi dạy trẻ con ấy không phải là việc khó khăn bình thường, tức là các bạn hiểu là nó rất khó chứ không phải là khó bình thường đâu. 아직, 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 vẫn, 아직, vẫn. 그가 아직 거기 삽니까? 그가 아직 거기 삽니까? Nó vẫn còn ở đó chứ, tức là gì nhỉ? Nó vẫn còn sống ở đó chứ. 그가 아직 거기 삽니까? Các bạn có gốc đây là 산다 là sống. Khi kết hợp với 삽니까 là một đôi câu hỏi trang trọng lịch sự, khi các bạn sẽ bỏ 를 đi, chỉ có là 삽니까? 거기 là ở đó, 아직 là vẫn, 그가 là nó hoặc là anh ta, hắn ta vẫn sống ở đó chứ. 모두, 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 tất cả. 모두 건강하시고 행복하세요. Có nghĩa là mọi người hãy khỏe mạnh và hạnh phúc nha. 모두 là tất cả, hoặc các bạn hiểu là tất cả mọi người. 건강하시다 mà nghĩa là khỏe mạnh. 행복하세요 là hãy hạnh phúc. Cô ở đây dùng để nối hai động từ hoặc là hai tính từ đều được, mà nghĩa là hãy khỏe mạnh và hạnh phúc nha. 같이, 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 cùng, 같이, cùng. Các bạn nhớ chú ý về cách biến âm khi phát âm. 저와 같이 공부하실래요? 저와 같이 공부하실래요? Các bạn học với mình nhé. 와 có nghĩa là với, 같이 là cùng, có nghĩa là gì nhỉ? Cùng với mình, 저 là mình, 저와 같이 có nghĩa là cùng với mình, 공부하실래요? Cùng học nhé. 함께, 함께, cùng. Từ này cũng mang nghĩa là cùng, và các bạn có từ 같이 cũng mang nghĩa là cùng. Ví dụ, 당신은 나와 함께 가십니까? 당신은 나와 함께 가십니까? Anh đi theo tôi không? Hoặc là anh đi cùng với tôi không? Anh đi cùng hoặc là theo đều được. Các bạn sẽ dịch là gì nhỉ? Anh đi cùng tôi không? 나와 함께 가십니까? Đi cùng tôi không? 다, 다, 다. Tất cả hoặc là hết. 저녁은 다 드셨습니까? 저녁은 다 드셨습니까? Các bạn đã ăn tối hết chưa? Hoặc là gì nhỉ? Các bạn tất cả đã ăn tối chưa? 저녁은 bữa tối. Các bạn hiểu 저녁 là buổi tối, tối, hoặc các bạn cũng có thể hiểu là bữa tối. 다 là tất cả. 드셨습니까? Có nghĩa là đã dùng. Các bạn tất cả đã dùng bữa tối chưa? Hoặc là đã ăn tối hết chưa? 결코, 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 không bao giờ. 결코 방심하지 마라. 결코 방심하지 마라. Tuyệt đối đừng bất cẩn.
Kiểu khô có nghĩa là gì? Không bao giờ. Bằng xin ha tà có nghĩa là bất cẩn. Còn chi mà ra có nghĩa là đừng. Có hiểu là đừng bao giờ bất cẩn. Hoặc các bạn cũng có thể dịch là gì nhỉ? Tuyệt đối đừng bất cẩn. Trong tiếng Việt thì các bạn có thể dịch là không bao giờ hoặc là tuyệt đối. Kiểu khô bằng xin ha chi mà ra. Đừng bao giờ bất cẩn nhé. Hoặc là không bao giờ được bất cẩn. 절대로, 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 một cách tuyệt đối. Ví dụ, 절대로 희망을 버리지 마라. 절대로 희망을 버리지 마라. Tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng. 절대로 có nghĩa là một cách tuyệt đối hoặc là tuyệt đối. 희망 gọi là âm thành 희망, biến đổi 의 thành 이. 희망을 버리지 마라. 희망을 버리다. 버리다 mà nghĩa là bỏ, từ bỏ hoặc là vứt đi. 치마라 mà nghĩa là đừng. 절대로 희망을 버리지 마라. 어디, các bạn sẽ có những cái trạng từ dùng để hỏi. 어디 có nghĩa là đâu. Các bạn thực chất chỉ mang nghĩa là đâu thôi. Ví dụ 어디에 만나요? 어디에 만나요? Gặp ở đâu? 뭐뭐에 만나요? Mà nghĩa là gặp ở. 어디 là đâu. Ví dụ là 집에 만나요, gặp ở nhà. Hoặc 회사에 만나요, gặp ở công ty. 왜, tại sao? 왜, 왜, tại sao? Ví dụ 왜 울어요? 왜 울어요? Tại sao em khóc? Như vậy các bạn sẽ có động từ gắn với 왜. 울다 là khóc, 울어요, khóc. 왜 울어요? Tại sao em khóc? Hoặc là 왜 웃어요? Tại sao em cười? 언제, 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 khi nào? 언제 시간이 나면 우리 집에 놀러 오세요. Khi nào rảnh mời anh đến chơi nhà. 언제, khi nào, 시간이 나면, 면 mà nghĩa là nếu thì, khi nào mà có thời gian rảnh, còn có 시간이 나다 là thời gian rảnh. 우리 집 có nghĩa là nhà của tôi, nhà của chúng tôi. 놀러 오다 là đến chơi, còn 세요 mà nghĩa là hãy. Các bạn có thể dùng để thể hiện sự giả định. Nếu khi nào mà anh rảnh ấy, thì anh đến chơi nhà tôi nhé. Hoặc các bạn kết hợp với động từ dùng để hỏi, ví dụ là gì nhỉ? 언제 시간이 있어요? Khi nào anh có thời gian. Hoặc là 언제 가요? Khi nào thì anh đi. Hoặc là 언제 결혼해요? Khi nào thì kết hôn. Mình vừa chia sẻ đến các bạn trạng từ, những cái trạng từ sử dụng rất là nhiều hàng ngày. Các bạn học đến đây rồi thì các bạn có thể thấy rằng ồ, những cái trạng từ này rất là cần thiết trong giao tiếp, trò chuyện hàng ngày đúng không? Thế thì các bạn hãy cố gắng ghi nhớ. Ngoài những cái ví dụ mà mình cung cấp, các bạn có thể tự lấy thêm nhiều những ví dụ khác để chúng ta ghi nhớ từ vựng một cách kỹ càng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.